Quý khán giả và các đồng chí thân mến, suy giảm nội tiết tố nữ là nỗi lo lắng chung của rất nhiều chị em phụ nữ. Các biểu hiện rất cụ thể như ngực teo nhỏ sau sinh, bốc hỏa, mất ngủ, đau đầu, suy giảm khả năng sinh lý, đổ mồ hôi, da khô sạm nám, kém đàn hồi, vòng một kém săn chắc. Vậy làm thế nào để cải thiện tình trạng này? Câu trả lời sẽ có trong chuyên mục Nhịp cầu y khoa của chúng tôi ngay sau đây. Nội tiết tố nữ, estrogen chính là nhựa sống của phụ nữ. Đây là yếu tố quyết định để cải thiện vẻ đẹp sức sống của phụ nữ, giúp chị em được hồi xuân trở lại. Estrogen tồn tại tự nhiên trong cơ thể phụ nữ ở ba dạng là estrone, estradiol và estrione, có vai trò giữ nước và mỡ dưới da làm cho da dẻ mịn màng, giúp vòng một nở nang, săn chắc, eo thon, bổ sung dưỡng chất giúp cân bằng nội tiết tố, ngăn chặn khô hạn. Tuy nhiên, hàm lượng estrogen không ổn định trong suốt cuộc đời mà sẽ tăng mạnh ở giai đoạn dậy thì, khi mang thai và giảm dần khi chị em bước qua tuổi 30. Lúc này, các chị em sẽ phải đối mặt với các dấu hiệu suy giảm nội tiết tố nữ như vòng một kém săn chắc, teo nhỏ sau sinh, bốc hỏa, mất ngủ, đau đầu, suy giảm khả năng sinh lý, đổ mồ hôi. Chị Dương Hiền ở Tây Hồ, Hà Nội đã trải nghiệm gần hết những vấn đề này dù chưa bước sang tuổi 40. Bước sang tuổi 30 ấy, thì mình hay thường xuyên là bị cái tình trạng là bị mất ngủ. Mà đến khi mà sinh xong bé thứ hai xong ấy, thì cái tình trạng ấy thì nó lại bị trở nên nó trầm trọng hơn. Cứ trằn trọc cả đêm là mình không thể nào mình ngủ lại được nữa. Mà trong cái thời gian đấy thật sự là còn bị bốc hỏa ấy. Cứ nóng tính mà cứ nổi nóng lên là không thể nào kìm chế được. Mà bên cạnh đấy là một điều làm cho tôi rất là buồn. Đấy chính là trở nên khi mà qua cái tuổi 30 ấy, là mình thấy là trở nên là cái vòng một của mình nó không còn săn chắc như trước nữa. Rồi da bắt đầu nó bị chảy xệ. Rồi các cái nếp nhăn ở trên mặt mình nó xuất hiện rất là nhiều. Với mong muốn cải thiện tình trạng này một cách tích cực để duy trì nét thanh xuân, chị Dương Hiền đã tìm đến nhiều sản phẩm nhưng không nhận được hiệu quả như mong muốn. Cho đến khi chị được người quen giới thiệu thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên sủi Kami và kiên trì sử dụng đều đặn hết một liệu trình. Chỉ cần sử dụng khoảng một tuần đầu tiên thôi là tôi đã cảm thấy là cái tình trạng giấc ngủ của tôi đã cải thiện rõ rệt rồi. Ngủ ngon giấc hơn trước ấy rất nhiều, mà ngủ sâu giấc ấy, mà buổi sáng là dậy là không có cái tình trạng là bị mệt mỏi gì ấy cả. Sử dụng có 2 tuần thôi là đã thấy là da dẻ trở nên thay đổi rõ rệt rồi, hồng hào này, mà đặc biệt là vòng 1 nó cũng săn chắc hơn, xong rồi da nó cũng chắc khỏe hơn và lúc nào cũng cảm thấy là da mặt mình nó hồng hào hơn trước ấy, rất là vui luôn. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên sủi Kami là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều chị em phụ nữ để cải thiện tình trạng suy giảm nội tiết tố nữ bởi những công dụng nổi bật như hỗ trợ tăng cường nội tiết tố nữ, giúp chắc vòng 1, cải thiện đàn hồi da ngực, lấy lại sự tự tin cho phái đẹp. Hỗ trợ bổ sung dưỡng chất giúp cân bằng nội tiết tố, ngăn chặn khô hạn. Hỗ trợ sản sinh estrogen cho phụ nữ đang trong giai đoạn mãn kinh, tiền mãn kinh. Hỗ trợ cải thiện nhanh tình trạng căng thẳng, mệt mỏi, stress, mất ngủ. Bổ sung các vitamin cần thiết cho cơ thể, từ đó giúp tăng cường sức khỏe, sức đề kháng cho chị em phụ nữ. Đến nay là mình đã sử dụng cái sản phẩm này khoảng hơn 3 tháng rồi. Mình vẫn duy trì và mình thấy là đây là một cái sản phẩm rất là hiệu quả. Cho nên mình đã giới thiệu và chia sẻ cho bạn bè mình, ai cũng có cái phản hồi rất là tốt. Sản phẩm viên sủi Kami được chiết xuất từ 100% dược liệu thiên nhiên quý như cao sâm tố nữ, cao thiên môn trùm, cao đương quy, cao trinh nữ hoàng cung, cao huyền sâm cùng chiết xuất hoa anh đào Nhật Bản. Đặc biệt, các dược liệu này đều được trồng theo quy trình khép kín, sử dụng nguồn nước sạch trong tưới tiêu và vượt qua những đợt kiểm duyệt chất lượng khắt khe nhất để đạt tiêu chuẩn thực hành tốt trồng trọt và thu hái GACP của WHO. Để nói về những cái yếu tố mà tạo lên cái tính hiệu quả của dòng sản phẩm Kami này thì chúng tôi luôn tự tin bởi 3 yếu tố. Cái thứ nhất đó là đội ngũ nghiên cứu, thứ hai đó là vùng nguyên liệu và thứ ba đó là nhà máy sản xuất. Với mong muốn là đem những cái tinh túy hay là những cái hoạt chất quý từ thiên nhiên
và từ những cái nền y học cổ truyền khác nhau trên thế giới để đưa vào trong cùng một sản phẩm. Trước khi xây dựng một cái công thức thì chúng tôi đều phải nghiên cứu từ sinh lý, bệnh lý hay là những cái yếu tố dược lý từ dược liệu để đưa vào trong sản phẩm. Trong sâm tú nữ thì nó có rất nhiều những các cái hoạt chất, nó tương tự như là estrogen hay còn gọi là phytoestrogen. Đây là một loại estrogen thực vật, và đặc biệt là trong sâm tú nữ nó còn có một cái loại hoạt chất là deoxymyroestrone. Đây là một cái hoạt chất mà nó tương tự như estrogen nhưng mà nó lại mạnh gấp 100 lần so với các cái hoạt chất ở trong tinh chất mầm đậu nành. Và đặc biệt nữa là trong thành phần này còn có hoa anh đào, một cái thảo dược, nó có cái tác dụng là tăng cường bổ sung các cái nội tiết tố nữ, tăng cường cái vòng 1 cho chị em phụ nữ chúng ta. Và trong cái hoa anh đào chúng ta biết là có một cái hoạt chất đó là quercetin. Cái hoạt chất này nó có cái tác dụng làm tăng cường tổng hợp collagen. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên sủi Kami được sản xuất dựa trên hai công nghệ hiện đại bậc nhất hiện nay trong ngành công nghiệp dược mỹ phẩm, đó là công nghệ liposome và công nghệ thủy phân collagen. Với công nghệ liposome, các phân tử siêu nhỏ dễ dàng đi sâu nhờ chất tiếp dẫn phospholipid, thẩm thấu vào trong cấu trúc da đến tận lớp hạ bì và tìm đến những tế bào hư tổn để giải phóng hoạt chất, giúp nồng độ hoạt chất tại các vị trí tác động đạt đến mức cao nhất. Trong khi đó, công nghệ thủy phân giúp chia nhỏ các phân tử collagen để dễ dàng hấp thụ vào trong cơ thể. Sau khi thủy phân, collagen có độ tập trung dưỡng chất và tinh khiết lên tới 80% so với tỷ lệ 17-23% khi bào chế dưới các công nghệ truyền thống. Sản phẩm này cũng đã được bào chế dưới dạng viên sủi nên là rất tiện lợi cho việc sử dụng, và đặc biệt khi viên sủi nó được tan trong nước trước khi đi vào cơ thể nên nó sẽ làm loại bỏ những cái CO2 và tránh những cái tình trạng ảnh hưởng đến cái dạ dày đối với người sử dụng. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kami đã được các chuyên gia tiến hành kiểm nghiệm trên lâm sàng với hiệu quả lên đến 90% chỉ sau 1-2 tuần sử dụng. Các biểu hiện như bốc hỏa, mất ngủ, đau đầu, suy giảm khả năng sinh lý, đổ mồ hôi, da khô sạm đều được cải thiện đáng kể. Không chỉ có vậy, vòng ngực của chị em cũng săn chắc càng mịn. Muốn vậy, chị em nên thường xuyên sử dụng viên sủi Kami theo đúng liệu trình, đồng thời duy trì một chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt hợp lý để sản phẩm phát huy hiệu quả tốt nhất.